Như vậy là 20 câu hỏi đã kết thúc. Ngay sau đây sẽ là cơ hội phản công. Attack Chain. Điền vào chỗ trống trong bài thơ sau: làm anh khó đấy, phải đâu chuyện đùa với chấm 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 chấm, phải người lớn cơ. Xin nghĩ kỹ nha. Wow, như vậy là tín hiệu đã dừng lại ở Hoàng Lâm. Hoàng tử Giá Lâm trả lời đi Hoàng tử. Với em bé gái. Với em bé gái chứ phải với em gái mưa hả? Và đáp án chính xác là đáp án chính xác là với em gái bé. Đó, trời ơi, thật là đáng tiếc. Một pha bỏ lỡ rất là đáng tiếc. Trời ơi, bóng đến chân tác không thành rồi, suýt không vào. Chiến lộn đảo vị trí của hai chữ rồi. Không sao hết, mình bị mất lượt thôi. Đây là một câu hỏi lựa chọn ba đáp án. Bài thơ trên có tên là gì? A. Làm anh khó đấy. B. Làm anh. C. Làm anh buồn lắm. Hay quá, hay quá. Tín hiệu dừng lại ở quê chị, quê chị, quê chị, quê chị. Thưa chú là làm anh khó đấy. Chưa chính xác. Thật đáng tiếc, chú Hoàng Lâm không quay trở lại với vị trí của mình. Và quê chị, thứ dưới nào? Đáp án chính xác là gì nào? Dạ, đáp án chính xác là câu B, làm anh. Ừ, có hai chữ à, chủ đề là làm anh nghe nhé. Và bây giờ sẽ là câu hỏi khác. Căng thẳng quá. Tiếp theo, kể tên các tháng có 31 ngày trong năm. Các tháng có 31 ngày trong năm. Và tín hiệu ở bên Ly. Bên Ly. Thứ 1. 3. Ừ. Thứ 5. Ờ. 7. Đúng rồi. 7 cái gì nữa? 7. 7 là gì nữa? 7 là 8. Đúng rồi. 3. 2. 8 rồi mấy nữa? 1. Lẹ lên, lẹ lên. 8 rồi. Hết rồi. 8, 10, 12. 8, 10, 12. Con chậm quá, thời gian đã kết thúc rồi. Thật là đáng tiếc. Thì còn vài giây nữa thôi. Trời ơi, con kia gần gạt kể thêm mấy tháng nữa là được rồi. Uổng quá, uổng quá. Con mới dừng lại tháng 8 là coi như hết giờ. 8 nè. Ôi, 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 gì 10 nè, đúng không? 10, 12 là xong rồi. Trời ơi, còn 10, 12 nữa Melly ơi. Sao hết. Như vậy là cơ hội vẫn dành đều cho tất cả các đội. Câu hỏi tiếp theo. Cố lên. Chưa bao giờ tôi thấy một cái cuộc mà cơ hội tấn công nào mà hấp dẫn như lần này. Câu hỏi tiếp theo như sau. Vừa giống bánh quy vừa giống kẹo, cục thì tròn cục thì dệt, nó giúp bạn sửa chữa vết sai, không sợ nhọc nhằn chẳng sợ bẩn lây, là cái gì vậy? Cục thì dầu ăn tê lắm. Dầu là ăn tê lắm, đúng không? Phải cục đó không? Không phải hả? Chứ cục gì? Dạ thưa chú là cục rơm. Chính xác. Quê chi rất xuất sắc. Sao? Giỏi quá. Như vậy là một pha tấn công thành công của bạn Quế Chi. Ali, đầu tiên là đặc quyền của bạn. Chọn ô nào để tô màu xanh lá cây? Là ô số 1. À, đương nhiên, yeah. Đương nhiên, yeah. Tiếp theo là đặc quyền phá bỉnh của các bạn. Được quyền công khai và hợp lệ phá đi một ô số. Các bạn muốn phá ô số nào? Là số 5. Đúng rồi. Số 5, phá vỡ. Người nghe hết câu hỏi nha. Đây là câu hỏi có 3 đáp án. Ông bà, bố mẹ, anh chị em cùng chung sống thì gia đình đó có mấy thế hệ? 3 thế hệ. 3 thế hệ. Chính xác. Tại số 5 ạ. Chọn lại số 5. Chúc mừng bạn. Xem mất đất hơn ghê. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo nha. Nghe kỹ nha. Nghe. Trong 12 con giáp, ok, con nào có hai chân? Con gì nè? Tín hiệu ở Hoàng Lâm. Dạ thưa chú là con gà. Con gà, yeah. Số 3. Số 3, ok. Nhớ nha, nếu như em chọn số 3, lát nữa mà em trả lời đúng á, hãy nhớ đến số 11. Và bây giờ sẽ là câu hỏi tiếp theo. Vậy trong 12 con giáp nữa hả? Con nào không có chân? Xin mời quý chị. Quý chị. Chứ là con rắn. Ồ, quay. Hay quá. Em xin chọn ô số. Số nào ta? 11. Chắc không? 11. 11 đã được chọn. Yes. Câu hỏi này như sau. Trong bài dân ca Gà Gáy nữa hả? Cụm từ ai ơi xuất hiện bao nhiêu lần? Dạ 4 lần. 4 lần. Chính xác. Chúc mừng Bailey.
bạn lại gia tăng thêm khối lượng tài sản của mình rồi. Thì Mon Hoàng Anh lựa chọn ô số mấy? Điện số 6 ạ. Số 6, biến hình. Bye bye. Wow. Trời ơi, xem hết là cái trời mắt quá. Còn một ô số nữa thôi, cái đội còn lại cố lên. Xin mời câu hỏi. Câu hỏi như sau: cả đàn trâu, bò, ngựa có tất cả 150 con, trong đó có 70 con trâu và 50 con bò. Hãy cho biết số con bò nhiều hơn số con ngựa là bao nhiêu con? Dạ thưa chú là 20. 20 chính xác. Chờ đợi gì nữa? Số 2 sẽ biến hình đổi màu xanh lá cây rồi, nó không có cái gì nó hệ lụy nào hết. Như vậy là 25 câu hỏi đã khép lại. Tổng điểm như sau: vị trí đồng hạng nhì đã thuộc về Quế Chi, Hoàng Lâm và Cát Vi, và đội đang tạm thời chiếm hạng nhất và bước vào vòng thi cuối cùng ngày hôm nay, đó chính là đội của Benly và Mon Hoàng Anh. Kính thưa quý vị, chúng ta đang bước vào những giây phút cuối cùng của đại chiến tứ sắc nhí ở Tech 25, và bây giờ sẽ là cơ hội để cho đội có số điểm cao nhất với số điểm là 18 điểm, đội của Benly, sẽ cố gắng làm sao giành được phần thưởng lớn nhất của chương trình. Đây là đâu? Oh. Oh. Nhiều con vậy ta? Oh. Khác khác rồi đó nha. Con có 30 giây để suy nghĩ và trả lời. 30 giây suy nghĩ, bắt đầu. Suy nghĩ thôi. Đây là đâu? Năm, bốn, ba, ở thành phố Hồ Chí Minh. Và bây giờ xin mời các bạn cùng nhìn lại những hình ảnh đầy đủ. Xin mời. Hình ảnh của những chú động vật rất là quen thuộc trong sở thú, đúng không nào? Voi, thu câu cổ, sư tử, đến từ những chủng loại khác nhau. Cả gấu nữa. Ở đây, chiếc cổng quen thuộc của sở thú, hay còn gọi là thảo cầm viên. Chính xác! Ở đây phần thưởng cực bự dành cho Quaika Benly. Và xin mời quý vị hãy tiếp tục đồng hành và ủng hộ với chương trình Đại chiến tứ sắc nhí ở Tech 25 được phát sóng vào lúc 20:30 thứ hai hàng tuần.